Kiệt và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh TK Fit Farm của Kiệt. Tiếp tục Kiệt sẽ lên trên Manh Kiệt. Hiện tại là Kiệt đang ở trên hồ cá của Manh Kiệt để làm một cái video kế tiếp về cái hồ cá. Còn như hôm nay là sẽ là bé cá còn lại trong cái hồ này. Tiếp nối với lại video lần trước thì bên thì Kiệt sẽ lên hỗ trợ ông anh về cái việc là quay tư liệu cũng như là anh em nào có nhã hứng á thì liên hệ Kiệt để đặt hàng các bé này. Đợt này cũng được khá đa phần cá vẫn đẹp, nói chung là cá Nhật mà thì anh em nào muốn luyện tay về cá Nhật thì lô cá này rất là thích hợp, tại vì lô cá này là cá Nhật nhưng mà cái giá thành rất là hợp lý, rất là rẻ để cho mọi người sưu tầm. Sau lưng Kiệt hòn cá đó tụi này nó rất là vàng. Bây giờ là Kiệt và ông anh Kiệt sẽ chuẩn bị cái công đoạn bắt ra, bắt lên những bé nào mà cần thiết để chia sẻ đến mọi người thì sẽ quay kỹ rõ đẹp từng cái một và gửi đến mọi người cùng xem, mình tham khảo và được thì mình rước vài bé về để mình sưu tầm mình chơi. Bây giờ thì mời mọi người cùng theo dõi. Ok, trước mặt mọi người đây là bé cha voi, bé đầu tiên mà anh Kiệt bắt lên. Rồi thì bé này là chỉ bắt lên kiểm tra sức khỏe và ngắm tình trạng body của bé thôi, và anh Kiệt không có dự định là bán bé này nha, thì bé này tốc độ phát triển rất là tốt luôn. Xét về phân khúc cá Nhật á, để mà một bé cá nuôi từ nhỏ để mà lớn lên được vóc dáng body như thế này thì cũng không phải dễ. Đó, nhìn rất là sướng. Kích thước này đã lên trên vượt ngoài 70 rồi, vượt ngoài 70 cm. Body rất là ác. Đó. Rồi thì đây là bé thứ hai của chúng ta để anh Kiệt bắt ra. Rồi, một bé Maruten Kohaku da rất là trắng. Bé này thì là cá mái. Size khoảng 50-55 cm. Màu sắc rất là tốt luôn. Màu phân bố đều dày. Thì cái mảng hachi này rất là dày, rất là tốt. Rồi như lô cá lần này á thì Kiệt sẽ quay hết tất cả các bé mà bọn Kiệt bắt lên. Thì bé nào mà bên Kiệt việc bán á, Kiệt sẽ để giá và các thông tin của bé đó trên cái khung hình mà mọi người xem ha. Còn những bé nào mà để lại anh Kiệt không bán á, thì Kiệt sẽ không để thông tin để cho anh em mình cùng ngắm nghía tham khảo chất lượng cá ha. Màu sắc cái này body tương đối ổn, mà còn đang xu hướng phát triển rất là tốt luôn. Kiệt quay lâu lâu mọi người xem rất là đẹp. Rồi đợt này thì Kiệt không có áp dụng cái phương thức là kéo lưới như đợt trước nữa, tại vì hồ rộng quá, với lại cái lưới thì nó rất là cực. Rồi, và Kiệt vừa bắt xong bé thứ, bé này là bé thứ 3 ha, đúng rồi, một bé Sanke. tên đúng là Maruten Sanke. Bé này rất là đẹp, bông màu rất là đều luôn, body cũng đuôi dày nữa. Bé này size khoảng tầm 40, 38 tới 40. Màu sắc rất là tốt. Đó. Người sạch nữa, tay bơi đều, to, đặc biệt cuốn đuôi rất là dày nha. Em này về thì mọi người chịu khó bơm body, nuôi mắt tay lên á, tuyệt vời luôn. Cái này thì là cá đực, size khoảng 40 hơn. Rất là đẹp. Rồi được 4 bé rồi nha. Ủa, đúng rồi, 3 bé chứ, được 3 bé rồi. Kiệt bắt bé này xuống hồ để tiếp tục những bé khác lên. Tiếp theo đây là một bé khá là lạ, dòng này khá là lạ. Cái này có tên gọi là Kumonryu. Một dòng này cũng khá là ít thấy ở Việt Nam mình đó. Body bé này thì rất là ok. Được cái ông anh của Kiệt thì nuôi chuyên về body, nên là cá của ông anh Kiệt về thì mọi người nuôi thoải mái, không có sợ về body. Ông rất là chú trọng vô cái mảng body của các cái cá. Điển hình như bé này body rất là tốt, thơm gù cao lắm. Cái mình dày, rất là dày. Bản màu thì bản màu đều đẹp. Bên đây nhìn size bé này thì được 50 á, 50 53 cm. Đây khoảng 50 53 cm. Quậy à. Cái này khá là quậy. Dòng này thì anh em nào mình thích sưu tầm là lạ, thích luyện nhiều cá lạ thì rất là thích hợp. Mảng bé này có xu hướng là đang lên thêm ở phần bên đây và bên này, lên full hai bên này nó thì nhìn rất là tuyệt vời. Rồi. Bé Kohaku đây, size bé này size chắc khoảng 60 rồi quá. Khoảng 55. Bé này size khoảng 55. Tướng tá, body và tay bơi thì tuyệt vời rồi, phải nói. Mảng màu phân bố cũng rất là ok. Body mập lắm, rất là mập. Mọi người có thể thấy body rất là nở, đặc biệt là tay bơi to. Thì Kiệt cũng đã nói ông anh Kiệt rất là chú trọng về body của cá, nên là hầu hết tất cả các bé cá ở đây body đều rất là tốt. Bé này thì màu chưa hẳn là đỏ, nhưng mà đang có xu hướng là đỏ lên. Thì mọi người có thể để ý là trên bản đầu có một cái chấm đỏ đậm đây nè, đó là dấu hiệu của việc mà các bé cá của chúng ta đang chuẩn bị lên màu tiếp. Size khoảng 55 57 cm, body rất là ổn. Em này về thì luyện dạng rất là dễ. Dòng tay bơi to này nó háo ăn lắm. Tay bơi rất là đẹp, rất là tròn. Rồi Kiệt sẽ qua mấy cái tiếp đây. Rồi. Bé này là cũng trong video đặt trước luôn. Mà hôm nay nhìn đúng rồi. Mà hôm nay gần như là lột xác rồi nha mọi người. Sâu hơn 60, sâu hơn 4 tháng hả? 4 tháng. Ừ. Sâu hơn 4 tháng thì size từ 30 33, 35. Và bây giờ là đã lên 60 rồi. 60 63 cm rồi. Body và tay bơi thì ui tuyệt vời. Còn 7 nữa. Rồi thì đây là một trong những bé mà hôm nay chỉ bắt lên kiểm tra tình trạng sức khỏe, kiểm tra body, dáng dốc. Ơi cho ngồi sướng, rất là sướng. Do hầu rộng mình nuôi mấy dạng đơn sắc này rất là hay, sướng. Body màu sắc 7 thì tuyệt vời. Size 65 67 cm rồi. Dù rất là mạnh, rất là đầu to bé nữa. Bé này quá xuất sắc rồi. Tay bơi rất là đẹp. Rồi, Kiệt sẽ cho bé này xuống rồi để tiếp tục lên những bé kế tiếp. Tiếp tục là một bé đơn sắc nữa. Rồi, bé này là Kawari, thuộc hệ Chago xanh. Dòng Kawari là dòng đơn sắc và đặc trưng á là các tay bơi nè, kỳ nè, đuôi sẽ có những cái ánh metallic, ánh kim loại á, và phần đầu cũng vậy đó. xong rồi. Thì hôm nay tổng số cá mà Kiệt và anh Kiệt quay được khoảng 13 con không? 12-13 con. 20 con. Khoảng 20 con. 20 bé cá. Rồi thì dự kiến thì cái video này sẽ lúc mà mọi người được xem được video này khoảng ngày 15 tây tháng 1. Và bây giờ thì xin chào và gặp mọi người trong những video kế tiếp, những lô cá kế tiếp của Kiệt.